Mình chào quý cô chú, hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Cúc Phan, có một số hoa mẫu đơn tiếp tục giao lưu tới quý cô chú nha. Rồi, chào chị Cúc. Chào anh Thái, chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh của Pháp Thái TV. Hôm nay nhà con có lên mặt hàng hoa mẫu đơn gồm hồng phấn phấn tím, nhà trang lá nhỏ màu đỏ với mỹ hồng và các loại khác ạ. Mong các cô chú anh chị ủng hộ cho con ạ. Số điện thoại của con là 0703236412, cũng là số Zalo của con ạ. Mã số 1 con lên là hồng phấn phấn tím ạ. Mã số 1 hồng phấn phấn tím, dòng này rất là sai hoa nha quý cô chú. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. Cân ngang là 98 ạ. Dòng này rất là khỏe ha, quý cô chú nào chưa có thì sưu tầm nha. Dạ. Quanh 13. Rồi. Mình thân 13, đây cây này có củ đế chân nha quý cô chú. Về mình thoát thân một tấc về mình trồng khỏe mình khui ha. Dòng này nó rất là mạnh nha. Quý cô chú nào mà chưa có thì sưu tầm nha. Rồi giá luôn chị ơi. Mã số 1 giao lưu các cô chú anh chị là 450k bao ship bao sống trong vòng 1 tháng nha cô chú anh chị. Rồi. Dòng này rất là khỏe. Theo mã số 2 cũng hồng phấn phấn tím ạ. Lô này trồng cái đời đầu nha quý cô chú, đợt đầu á nó mới lớn vậy nè. Dạ, chiều cao 1m2 ạ. Tán ngang là 98 ạ. Quanh 13. 13 rưỡi tính 13. Cây này củ đế nó sổ đâu quý chú. Đây là chồng mình đôn lên mình khui ha. Đế lực này thất thân khoảng một tấc luôn. Toàn tròn. Rồi giá luôn chị. Mã số 2 giao luôn các cô chú anh chị là 450.000 luôn ạ. Theo là mã số 3 cũng hồng phấn phấn tím ạ. Mã số 3. Trời ơi, bị té à. Rồi chiều cao là 95. Tán ngang là 85 luôn ạ. Hoa rất là tươi nha quý chú. Lô này còn được 3 cây nha. Hết hàng rồi. Dạ, quanh 12. Hơn 12 tính 12 nha. Cây này cũng củ đế cuộn luôn nha. Rồi giá mã số này luôn. Mã số 3 giao luôn của chú anh chị là 450.000 luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là mã số 4. Trang đỏ lá nhỏ ạ. Rồi chiều cao là 1m2 ạ. Tán ngang là 98 ạ. Hoa wow, quý chú. Đặc biệt nó cái phơm tàn rất là mịn nha. Rồi lấy tay đi. Quanh này 19 nha quý chú, xiết thước nha, tổng bệ nha. Cái này nó một cốt ba thân. Nó liền bệ quý chú ơi, tính bệ ha. Rồi giá mã số mã luôn. Số 4 giao lô các cô chú anh chị là 600.000. 600.000. Mã số 5. Mã số 5 là mỹ hồng. Mỹ hồng ạ. Giờ chiều cao là 1m15 ạ. Dạ, tán ngang là 1m1 ạ. Cây này đang lên cơ búp nha quý cô chú. Một cốt. Hoành chính. Rồi, hoành thân chính. Cây củ đế này còn sâu chưa khui nha. Dạ, thoát thân 40 ạ. Thân lắc nhẹ. Rồi, giá luôn. Mã số 5 giao lô của cô chú anh chị là 300.000 ạ. 300.000 là bao phí ship nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 6. Cũng là mỹ hồng ạ. Rồi, chiều cao 1m15 ạ. Thay lại, đẩy gì vậy luôn, thay lại. Tán ngang là 1m1 ạ. Cây này tán ngang nếu như đo thẳng thước là có thể là hết thước nha quý vị chú. Đó, mình đo chừng heo. Dạ, hoành 11. Rồi, hoành thân 11. Cây một cốt ha, thân lắc nhẹ. Rễ ra trắng chừng quý vị chú. Dạ, thước thân là 40 luôn ạ. Tay cành đông đặc nha. Rồi, giá luôn. Mã số 6 cho luôn quý chú anh chị là 300.000 luôn ạ. Rồi. Tiếp theo là mã số 7. Cây mỹ hồng luôn ạ. Dạ, chiều cao là 1m23. Tán ngang là 1m1 ạ. Quý cô chú nào ngán cây bưởi thì cây này là dễ nè quý cô chú. Tông vừa vừa gọn gọn ha. Mình thân chính. Dạ. Dạ, thoát thân là 48 ạ. Dáng đẹp luôn. Rồi, giá luôn. Mã số 7 là 300.000 luôn ạ. 300.000, một cây mỹ hồng. Tiếp theo là mã số 8 của mỹ hồng luôn. Dạ, chiều cao là 1m20 ạ. Mét 2 ạ. Dạ, tán ngang là 1m1 ạ. Hơn 10 tính 10 ha. Dạ, thoát thân là 43.
luôn nè, tay cành rơm rất là đẹp nha. Rồi giá luôn. Mã số 8 là 300 ngàn luôn à. Rồi. Tiếp theo là mã số 9. Cây lý cam ạ. Dạ, chiều cao là 89 ạ. Tán ngang là 89 luôn ạ. Này nằm bầu nha quý chú, nằm bầu bứng về lâu rồi. Đây, nó lên nó xì những cái tột rồi nè. Dạ, nguyên cái củ này là 22. Rồi, mình tính tổng cái bệ đi. Liền cũ nha. Liền bụi. Rồi giá luôn chị. Mã số 9 là 150 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 10, cây mi cam luôn ạ. Lô này về mình con lại mình thuần lại ha. Mà rất dạ, là chiều cao là 1m1 ạ. Rất là đẹp luôn, hàng bụi. Tán ngang là 1m ạ. Cho thanh lý đang dọn giường. Củ này 11. Này một cốt nha quý cô chú, bên này tựa con nó nhảy lên thôi, bên này là một cốt hết nè. Bây giờ quý cô chú mình cắt phôi cũng vẫn đẹp. Rồi giá luôn. Mã số 10 là 150 ngàn ạ. À. Tiếp theo. Mã số 11. Mí cam luôn ạ. À. Chiều cao là 1m1 ạ. À. Tán ngang là 93. Dòng Mỹ ca, dòng Mỹ rất là khỏe nha quý cô chú. Nguyên cái củ này 19. Này một cốt ha. Một cốt nhưng mà cái củ nó lên nhiều từ con thôi. Về quý chú sạc phôi. Rồi giá luôn. Mã số 11 là 150 ngàn ạ. À. Mã số 12 cũng là mỹ cam luôn ạ. À. Chiều cao là 1m ạ. À. Tán ngang là 95 ạ. À. Này giá rẻ cho quý cô chú mình nè, dễ cái chơi ha. Rẻ gì lắm. Để trắng hết trơn à. Này tính bụi đi, rồi đo tổng cái bụi luôn. Này nằm trên bầu lâu rồi. Dạ. Nguyên bụi là 26 ạ. À. Rồi, giá luôn. Mã số 12 là 150 ngàn ạ. À. Theo mã số 13. Chiều cao là 1m ạ. À. Tán ngang là 97 ạ. À. Bụi 32. Này cái thân chính đây nè quý chú. Tại mình trồng hồi xưa giờ mình không có cắt tẻ nên nó lên con nhiều à. Liền bụi. Rồi giá luôn. Mã số 13 là 150 ngàn ạ. Mã số 14. Vàng hường luật xanh. Chiều cao là 98 ạ. Tán ngang là 1 thước ạ. Này một cốt nha. Dạ, củ là 15. Hoành tổng là 15. Đây, thân già lắm nha quý chú. Tại này không có dọn nữa thôi. Vậy quý chú mình chơi bonsai cắt cái phôi này rất là đẹp. Mã số 14 giao lô của cô chú anh chị là 150 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 15. Số 15. Vẫn là vàng hường lục xanh. Bông đậm nha quý chiều chú. Chiều cao là 1m ạ. À. Tán ngang là 1m luôn ạ. À. Đây, bông nó chưa lên màu nha. Tại để trong mát. Nguyên hoành nè, 29 nè. Này cái thằng già nó nứt da me rồi. Này về quý cô chú mình tách dọn lại mấy cái tược này ha. Rồi giá luôn. Mã số 15 là 200 ngàn ạ. Giá này do cũng giống như phôi rồi quý cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 16. Vẫn là vàng hường đột xanh. Dạ. Chiều cao là 93. Tán ngang là 90 ạ. Rồi, tổng hết trơn là 30. Này nó có cái thân chính trong nè. Vậy quý chú mình sạc dọn lại ha. Rồi giá luôn. Mã số 16 là 150 ngàn ạ. Mã số 17. Dạng hình nó xanh luôn. Chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 1m1 ạ. Rồi ghế nha. Không gà để nằm trong nhà mát cái nó gà ghế trên thân luôn à. Lô này về quý cô chú mình khỏi lo ha. Cái này thân này chắc cũng cỡ 10-11 đi chị ơi. Ghế nó xì ra nè. Cái thân chính nó là một cốt nha. Rồi giá luôn. Mã số 17 là 200 ngàn ạ. À. Mã số 18. Cây trang tàu vàng. Tàu đổi màu quý chú ơi, có khi nó đổi sang màu hường nữa. Dạ, chiều cao là 60 ạ. À. Tán ngang là 86 ạ.
Cây này về quý cô chú mình thuần lại ha, lên chậu luôn. Hoành chín. Cây này già cây nha. Hoành thân chín một cốt. Rồi giá luôn. Mã số 18 là 200 ngàn ạ. À. Mã số 19. Trang là trang tàu. Tàu Thái Lan quý cô chú. Đó, chiều cao là 85. Tán ngang là 75 ạ. À. Trang tàu, tàu này tàu hương. Cánh nó lên đổi màu rồi. Hoành chín. Hoành thân chín. Rồi giá luôn. Mã số 19 là 200 ngàn ạ. À. Theo mã số 20. Vẫn là trang tàu. Chiều cao là 80 ạ. À. Tán ngang là 90 ạ. À. Quanh 11. Rồi, một cốt, thoát thân thấp thôi. Rồi, giá luôn. Mã số 20 là 200 ngàn ạ. À. Mã số 21. Vàng Dubai chân cam. Dạ, chiều cao là 1m2 ạ. À. Này một cặp nha quý chú. Cặp. Wow. Hoành cánh 6. Hoành thân 6. Này nếu như về quý chú mình chiết là được 4 cây nha. Một cốt lên 2 thân. Rồi giá luôn. Mã số 21 là 250 ngàn ạ. À. Tiếp theo. Mã số 22. Cũng là vàng Dubai chân cam luôn. Chiều cao là 1m2 ạ. À. Hoành 7. Dòng này rất là mạnh nha quý chú, rễ nó trồng lên luôn nè. Thì một cốt nhưng mà nó lên nhiều tược. Mặt hoa thì chân nó cam này nè. Rồi giá luôn. Mã số 22 cũng là 250 ngàn luôn ạ. À. Mã số 23. Chiều cao là 1m25 ạ. À. Hoành 7. Hoành thân 7, này vẫn là một cốt lên 2 thân, này về chiếc cho được 4 cây luôn. Rồi giá luôn. Mã số 23 là 250 ngàn luôn ạ. À. Đây là mã số 24. Một cặp đỏ đào, cây hàng một cốt nha. Chiều cao là một thước ạ. À. Tán ngang là 70. Màu hoa đỏ đào nhìn màu rất là đậm. Hoành 5. Rồi dòng này cũng rất là khỏe, rễ nó ra trắng chân quý cô chú. Một cặp gồm 2 cây, một cốt thoát thân. Rồi giá luôn chị. Mã số 24 là 200 ngàn ạ. Mã số 25. Đỏ đào luôn ạ. À. Này là thì lùng. Dạ, chiều cao là 79 ạ. À. Một cốt nha. Tán ngang là 47 ạ. À. Này hoành cũng cỡ 5-6 đi ha chị. Dạ, dạ. Một cặp gồm 2 cây đỏ đào, dòng này sai hoa lắm nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Mã số 25 là 200 ngàn ạ. À. 200 ngàn gồm 2 cây, bao phí ship luôn. Mã số 26. Mã số 26. Vẫn là đỏ đào. Chiều cao là 98 ạ. À. Tán ngang là 78 ạ. À. Hoành cho 56. Hoành dao động 56 luôn quý chú ơi. Vẫn là một cốt nha, nhưng mà lên nhiều tược. Rồi giá luôn. Mã số 26 cũng là 200 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 27. Vàng hừng đọt đỏ, dòng này cánh bầu nha quý chú. Dạ, chiều cao là 85 ạ. À. Tán ngang là 84 ạ. À. Mặt hoa nè. Hoa này vàng hừng đỏ, cánh hoa rất là đẹp nha. Những cái cũ này 11. Rồi, này một cốt. Một cốt nhưng mà nó đâm con nhiều. Rồi giá luôn chị ơi. Mã số 27 là 200 ngàn ạ. À. 200 ngàn gồm 2 cây. Vàng hừng đọt đỏ. Tiếp theo vẫn là vàng hừng đọt đỏ. Giờ chiều cao là 1m ạ. Tán ngang là 80. Đây, nó lên sọc bên này nè quý cô chú. Vàng hừng đỏ nó kéo sọc nhẹ nhẹ vậy nè. Này hoành tổng có thân tầm khoảng 8-9 đi chú quý cô chú ơi. Rồi giá luôn. Mã số 28 là 200 ngàn ạ. À. Giá này coi như thanh lý nha quý cô chú. Tại vì tiền phí ship nữa thì rất là rẻ. Mã số 29. 29 vẫn là vàng hường đọt đỏ luôn. Dòng này cánh bầu. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. À. Cánh ngang là
66 ạ. À. Đây, mặt hoa nè. Cánh nó bầu bầu này nè quý vị. Cái này nguyên ngày 15 này ca ghế quá trời. Ghế quá xá luôn rồi. Dạ, hàng bụi đi. Rồi giá luôn. Mã số 29 là 250 ngàn ạ. À. Tiếp theo. Mã số 30 vẫn là vàng hường ngọc đỏ luôn. Để chiều cao là 1m1 ạ. À. Tán ngang là 70 ạ. À. Hoa nào quý chú. 15. Tổng là 15. Này là nó là nguyên một cái cục thịt nạc nha. Không có cách tách rời được. Rồi giá luôn. Mã số 30 là 250 ngàn ạ. À. Mã số tiếp theo, mã số 31. Số 31 là Mỹ vàng chanh ạ. Một cặp Mỹ vàng chanh. Giá chiều cao là 70. Tán ngang là 70. Hàng này kẻ lứa quý chú ơi. Mỹ vàng chanh màu hoa rất là tươi. Vành 7. Vành 7 màu cốt nha, nó đâm nhiều con thôi. Rồi giá luôn. Mã số 31 là 200 ngàn ạ. 200 ngàn gồm 2 cây. Tính ra trừ tiền phí ship, bao ship luôn là vài chục ngàn cây quý chú ơi. Đây. Mã số 32. Mỹ vàng chanh. Là chiều cao là 69 ạ. Tán ngang là 56 ạ. Này vẫn một cốt, vành này cũng cỡ 6-7 đi chứ chị ơi. Rồi giá luôn. Mã số 32 là 200 ngàn luôn ạ. À. Hàng này bứng về tầm khoảng hơn nửa tháng 20 ngàn nha quý chú. Nằm trên bầu rồi. Mã số 33. Ở chiều cao là 60. Tán ngang là 46 ạ. À. Chỉ bằng chanh. Này hoành cũng dao động 5-6 quý chú. Dễ quá xá luôn. Rồi giá luôn. Mã số 33 là 200 ngàn luôn ạ. À. Tiếp theo, mã số 34. Chiều cao là 80 ạ. À. Tán ngang là 58 ạ. À. Đây, mặt hoa nè quý chú, rất là tươi ha. Hoành này cũng cỡ 5-6 luôn đi chị. Có thể lớn hơn nha, trừ heo cho quý cô chú mình. Rồi giá luôn. Mã số 34 là 200 ngàn. Cuối clip con kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và lại nhiều cây đẹp ạ. À. Nhà vườn của con cảm ơn vừa có clip vừa rồi. Và cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cho vườn của con. Xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi. Thì đây là cái lô thanh lý rất là nhiều nha quý cô chú. Quý cô chú mình ủng hộ lựa chọn những cây nào có tiếp nhà vườn thì ủng hộ nha. Do cái lô này trả đất thanh lý quý cô chú mình lựa chọn ha. Rồi, Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn ha.